Rồi chào tất cả anh em và các bác ha. Hôm nay mình có ít đồ nghề với đồ linh tinh anh em, pin công cụ với ắc quy xe máy Bixel A123 ha. Pin nó mình đáng là rất là nhiều nha, cả ngàn viên rồi. Mà ngày mai mình sẽ về tiếp một ít nữa. Rồi anh em xem cái gì có nhu cầu thì liên hệ mình mua hàng ha. Giá mình bán sẽ báo cụ thể ở đây. Không bao ship với hình thức COD. COD là 30 ngàn một đơn. Trọng lượng cái nào nặng hơn thì nó sẽ vượt 30 ngàn nha anh em. Đó. Anh em chú ý lắng nghe nha, cái nào và cái nào anh em chuyển khoản bao ship thì mình sẽ nói rõ ở đây, tùy theo giá trị hàng, chứ ví dụ nhiều cái nó có 100 ngàn mình không có bao ship được nha. Anh em chú ý lắng nghe mua hàng cho nó thuận tiện, mua nhanh chốt gọn, có trao đổi gì thì anh em cứ liên hệ trực tiếp mình trao đổi ha, còn nhắn tin chat chip thì trao đổi nhiều không có được ha. Rồi dưới đây mình còn một cái quạt duy nhất anh em, bây giờ mình bán cho anh em như thế này, mình lắp pin vào đây, pin mình lắp vào đây là pin 5 ampe bán như hình. Anh em có thể sử dụng vào cái giắc sạc từ 12 cho tới 18, tức là 12 hệ 12 14 18 á. Đó là anh em cắm vào đây nó vừa chạy vừa sạc luôn ha. Bao chạy từ 6 tiếng tới 10 tiếng tùy theo cấp độ, tại vì nó có tới 12 số. Ha. Dù cấp trung bình thì chạy được khoảng 5 số, ít nhất là 5 6 tiếng. Cái quạt này mình bán rất nhiều, hết hàng rồi, không nhập nữa. Cộng kền quá gói cực. Còn cái đó để xài. 750 ngàn, chuyển khoản mình bao ship ha. Cái này sạc thì chưa kèm sạc nha, sạc thì mình như mình đã nói, anh em cắm vào cái giắc bên đây là anh em sử dụng sạc 12, 14, 18 đều sạc, đều sử dụng được. Còn cái bộ này là cái bộ kích đề hôm trước mình bán đó, anh em không dám chơi mù nhưng mà có khách này một cơ sở garage 12 24, mình thiết kế xeo lại, đóng cho vô đây VS40 vô đây nè. Đó, này là kích đề mình bán rất là nhiều nha anh em, cái này là kích của Nhật. Dưới đây nó kiểu như là có một cái dàn tụ để nó kích xung lên, kiểu như là khi anh em kích cái dàn tụ dưới đây nè, 1 2 3 4 5 con tụ siêu tụ đó, y như là siêu tụ, tạm gọi siêu tụ, y như những cái bộ đỏ mình bán lúc trước cho anh em vậy đó. Đó, không dám chơi mù thì mình đóng nè cái dàn tụ nó. Đó, cái dàn tụ nó dưới đó. Rồi, cho anh em tham khảo cho biết là nhiều cái mặt hàng thôi chứ không có gì hết. Bộ này lên hoàn thiện xeo mạch cân bằng chủ động này nó là khoảng 3 triệu đồng. Này chốt rồi nha. Thì tiếp theo có con hút bụi của thằng Hitachi Hiroki xài pin 18 thôi. Ngoại hình thì còn ok, cái này mình đã thay động cơ tại nó xài hết than anh em. Nó xài này có than nha, nó xài hết than, mà cái chổi này nó đến nỗi nó xài hết than không biết bao nhiêu năm, mà cái chổi này đến nỗi mà nó mòn luôn cái bánh răng này nè. Cái này nó không ảnh hưởng nha, anh em muốn về thay cái bánh nhựa hay là bánh bi, anh em kiếm mấy cái bi bạc đạn á, mình nam mình coi kêu là bạc đạn á, muốn thay vào đây để đẩy trượt thôi, chứ bình thường nó cũng như sử dụng bình thường. Cái này là gì, hết than thay một than hoặc là thay mô tư luôn vẫn được ha. Con này phụ kiện bên trong nó đầy đủ và kèm thêm một cái là cái vòi hút này, nó dài khoảng 5 tấc để hút hút kẹt đó anh em. Để mình ấy lên mình review cho nó dịch thực tiễn. Con này thay lên động cơ rất là êm và rất là mạnh. Của nó nè. Này là thân máy nha anh em. Này mình lắp pin multivolt của mình nha. Lưu ý thân máy nha, cục pin nào 1 triệu mấy nhiều anh lại họ đòi luôn cục pin. Anh em muốn về lên đế Makita thì lên. Phụ kiện hút của nó còn đầy đủ, trong đây nó làm cũng thấy khá là xịn sò, mấy cái lọc này còn là mới keng anh em. Có than nghe, hết than thay than, hết cái motor, ủa hết than thay có thể là thay luôn cái motor được ha, không than hư cái là vứt luôn. Đây mình test cho anh em xem. Cho nó xuống đây nè, cái vòi nó mới đẩy lên. Im chưa? Rất là im luôn. Nó hút cái miếng vải này lên luôn nè. Tại dưới nó còn cố định đây. Đặt lại đây mình hóc bàn này nọ khác kiểu. Này có hai cấp nhanh chậm. Hai cấp nhanh chậm ha. Còn nút trên đây mình bấm thấy nó không có tác dụng gì hết rồi. Còn nút này dưới là nút tắt. Lưu ý này xài pin 18 nha, 14V cũng được. 14V thì y như là một cấp chậm thôi. Đó, mình test mình lấy cái giờ hút 650 ngàn nha anh em.
anh em không lấy này mình đã bớt cho anh Tâm ngày nha, cái này nó cũng rất cần thiết cho mình để hút cái hộp kẹt đó, nhà bụi. Sáu trăm năm mươi ngàn thân máy, có luôn cái cây này anh em, không lấy cây này mình bớt 100 về chế cái vòi hút này. Cái như con ma kia này, con ma kia ta nè, mình nó nát quá mình để mình dùng nè, nó rất là kêu, con này rất là im. Đó, con này nát quá để bán, ủa để xài. Con này là thân máy 650 ngàn, chưa pin nha anh em, có thể lên đế ma kia ta. Còn mấy con rửa xe này mình mới nhập mấy cái đầu bên Trung Quốc về. Cái đầu này nhập về khoảng hơn 100 ngàn luôn thì ship. Nó tới 65 cấp, ủa 65 độ rồi. Hàng xịn luôn. Hàng Việt Nam có bán đầy nhưng mà mình không mua ở Việt Nam. Ở hàng Việt Nam đa phần đồ nó không có chất lượng bằng đồ mua bên bển. Ngày mai mình sẽ test mình bán nha anh em. Anh em nào có thấy ưng ý mình báo giá luôn. Nếu mình lên hoàn thiện như này chưa pin. Như thế này là 850 ngàn. Có thể kim kèm theo cái đầu nhựa nhỏ ngắn đây để sử dụng dài ngắn là anh em có thể linh hoạt, mình sẽ bán kèm theo đó. Ví dụ mình, anh em mua thêm thì mình bán cho cái đầu đen hôm trước mình bán là 50 ngàn nữa thôi. Chưa pin nha, lên đế mang guitar. Cái này mình test nhiều rồi, để mai mình test cái lực hút của cái dài này, mình thấy nó cũng không có mạnh, có được cái là nó đập cái xè này nhiều. Cây này là cây zin nha, cái đầu này thì đầu lô đầu mua bên Trung Quốc. Cái cây này là cây zin, cái nhựa ABS nó tốt. Còn mấy cây ở Việt Nam này mình thôi, mình nghĩ chắc là bẻ về là gãy liền. Luôn cái đầu này là 850 ngàn, không có nhiều, có ít thôi. Mấy cái đầu zin này có ít thôi, còn mấy cái kia là đồ chế. 850 ngàn luôn cái đầu, chưa pin. Đó, đục trên đây. Trước tiên này mã số 0 mình bán 100 ngàn chưa phí vận chuyển. Cái này hai cái đánh cái cước để đánh rỉ anh em, một cái chổi cước này bằng inox luôn nha anh em, này không hít luôn, này hàng bãi luôn nha, chưa sử dụng. Cây này cũng chưa sử dụng luôn, cái này nhưng mà nó bằng cước thép, nó để nó có hơi rỉ thôi chứ không có mục đâu nha, không có mục nát đâu nha. Này y bằng chải anh em đánh rỉ rồi anh sử dụng dầu thì nó bền lắm, siêu bền luôn á. Nó làm rất là dày nè anh em thấy chưa, 100 ngàn cho mã số 0, hai cái món này chưa phí vận chuyển. Tiếp theo mã số 5 mình bán 350 ngàn, một con vít EZ502. Con này ngoại hình này tương đối thôi, không có đẹp, này nó có một cấp thôi và có nhiều cấp được nha. Con này anh em dùng gia đình dặn đồ điện tử các kiểu là tuyệt vời ông mặt trời. Đồ mấy cái đồ nhựa ở đây dặn không sợ bể. Đây mình để cấp số 1. Cấp số 2. Máy pin sạc 350. Cho anh em cái sạc nó nghe, tại mình lên trong đây là cell 40T dung lượng 4A, xài một tuần lễ không hết. Và có lắp mạch bảo vệ nha. 40T và có lắp mạch bảo vệ để cho anh em sạc 5V, 6V vẫn không hư pin. Nếu mình không lắp mạch là anh em dùng là hư pin liền. Nếu mình lên mấy cell tàu anh bán chừng 300 thôi, mình đồng ý mình lên cell 40T xịn 350. Chuyển khoản bao phí. Máy pin sạc nha anh em. Tới chút tới pin công cụ ha. Bản mạch mình còn nhiều nha, còn dài thùng, bán 40 ngàn cho anh em để lấy linh kiện. Một cái này là cái USB giờ sạc cũng khá là ngon nha anh em, mình lắm bộ kích đề đây nè, sạc nó tới 2A sạc nhanh lực. Cái jack này 5 ngàn, cái jack này mua mấy chục ngàn một cái nè, cái công tắc nhấn này nè, hàng xịn đó. Khi anh em cần anh em mua cái là 20 mấy ngàn một cái vậy. Còn cái jack này 5 ngàn cho tới 7 ngàn Shopee bán ha. Còn cái đồng hồ led này là khoảng đồng hồ báo vô này nè là khoảng từ 30 ngàn. Cái led này nữa cũng phải ít nhất cũng phải 10-15 ngàn ha. Hai cái giắc này thôi, còn mình có lấy được tận dụng gì tận được không, không thì bỏ ha. Nồi đồ linh kiện hai món này thôi đủ tiền, anh em dư một số linh kiện đây 40 ngàn một cái. Cái này mình chế cái đế ma guitar này mình để mình dùng nè, cây đèn led này mình có thể dùng nó làm đèn ngủ,
đốt đêm tới sáng, ăn dòng không bao nhiêu hết ha. Đây mình lắp pin 18 cho anh em xem luôn. Nó hiển thị khá là chính xác và cái mạch này nó rất là thấy là ok, nó sử dụng linh kiện điện tử, nó có phép nữa mới ghê nữa. 20V 8 100% led 14-18 thì cũng cháy hết. Cái đồng hồ này hiển thị tới 72V lận, cho nên em tận dụng làm ok lắm. Cái này bán 40.000 một cái, anh em cứ đếm tới, anh em mua nhiều mình sẽ fit nhẹ thôi, cái này có mấy ngàn, mình lãi có mấy ngàn đồng. Đó, anh em để cái đèn ngủ nè, báo von nè, sướng không. Còn cái này là inverter sóng vuông 50.000 hai cái, 50k. Cái này bán cũng nhiều, tổng đài không view tại số lượng cũng khá nhiều. Sóng vuông là xài sạc điện thoại hay là xài cấp nguồn camera các kiểu ha. Công suất nó 150W nhưng mình xài 100W thôi. Anh em dụ để về dùng ổn định thì anh em lắp thêm cái quạt nhỏ, để như khi mạch nó không nóng á, nó cảm biến nó sẽ ngắt ha. Xài liên tục lắp thêm quạt. Giá ve chai là 50.000 hai cái. Mấy cái đồ linh tinh đó thì nó chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Bán cái mã này 150.000 cho mã số 2. Cái bộ tua vít đi anh em làm nghề. Một cái tua vít lùng BF2 của Nhật Bản hết nha. Mình không chơi đầu lậu nha. Đồ lậu. Nhỏ nhỏ chứ nó khắc mắc in sa băng trong đây nha. Cái này nhớ nhiều thế lắm, nhiều anh đi làm dặn mấy cái tua vít tàu, vít chợ á, dặn thấy nó trượt. Cái thứ hai này là một cái tua vít thay đổi đầu. Này nó dài khoảng 1 cm, có 1 tấc. Cho thêm mũi vít cộng và trừ. Cái này anh em có thể dặn thay mấy cái mũi vít dài ngắn tùy thích nha. Mà này em đang có mấy mũi bắn vít rồi đó, lắp vào đây đó, nó đa năng ở chỗ đó. Cái này là của Nhật luôn anh em, của Nhật luôn, có mấy da băng trên đây luôn. Giới thiệu nhanh đi, cây này có vẹt xeo dài chắc 30 ha, hai mấy 30, cách điện tuyệt đối, mới chát chưa sử dụng, 150.000 chi phí vận chuyển. Mã số 2. Mã số 4, 200.000 đồng có vòi nước. Cái này có anh chốt rồi mà anh không gửi địa chỉ nha. Cái này mình cũng có quay clip ngắn test rồi, sử dụng phê lắm, Takari của Nhật Bản. Cái này nó có cái dắt sẵn luôn nha anh em, về cứ mà lấy cái ống nước 27 nhét vào đây là anh em sử dụng, cấp nước. Cấp nước vào nước bò mới anh em, để anh bóp anh em tưới cây, nước cấp thủy rồi đó, tưới cây có nhiều chế độ phun nha, nó phun cũng khá là mạnh nếu tùy theo nước nước bồn anh em. Hoạt động hoàn hảo, 200.000 đồng chưa phí vận chuyển. Anh em có thể mua hai mã ha, anh em có thể mua thêm mã nào gì đó hoặc chuyển thêm 10k mình sẽ bao phí tận nhà. Code là 30.000 cho những món hàng nhẹ nhẹ dưới 1 ký. Ba cái kìm mình mã số 3 mình bán 200.000 đồng một cái kìm nhọn. Cái con bé nhà mình nó phá, nó lấy cái khớp. Cái kìm nhọn này của Nhật hết, đoạn Nhật hết nha anh em, dài 16. Một cái kìm cắt này dài chắc 12,5 á. 12,5. Một cái kìm cắt to hơn 16. Hàng chuẩn chỉ hết nha. Này dễ cắt linh kiện, cắt dây điện nhỏ ra, cắt vĩnh viễn không hư. Cây này anh em có thể cắt kẽm, có lỗ tuốt dây điện. Giá quá đẹp cho anh em về thay thế những cái kìm, mấy cái kìm Trung Quốc, mấy cái kìm Trung Quốc đây nó bán vài chục cho tới 100.000 à. Cắt kẽm B40 về cái đứt. Cái này sử dụng điện nên em nó có lỗ tốt nha. Cái này là cắt kẽm, cắt dây đơn, cắt được dây điện, dây đơn rồi đó. Anh em cắt vô tư nha. Hàng của Nhật đẹp hết nha anh em, 3 cây 200. Anh em mua lẻ có luôn nha. Cây này kìm cắt này 120 cây. Dài 16, 120 cây, anh em muốn lấy cái nào lấy, của Toneya, của Fujiya. Bao cắt, bao đẹp luôn, cái này nó không có lỗ tuốt nha, cho nên anh em có thể cắt kẽm nhỏ rồi, ok luôn. Thằng này nó có lỗ trống nhưng cắt kẽm nhỏ, dây điện nhỏ, vẫn bình thường. Tùy theo hãng nó thiết kế, đó, thấy chưa. Cây này đẹp như chưa sử dụng, mấy cây này như chưa sử dụng, lưỡi cắt như chưa sử dụng, 120.000 cây. Cái này kìm nhọn 70.000 cây, size 16. Anh em muốn mua lẻ mua ha. Bán 3 cây đó. Kìm này 150 cây, cái này chắc size 19 đó nghe anh em, size to. Size 19.
150 một cây. ARM da băng. Kèm này như chưa sử dụng anh em, nó có chỗ này biến chiều để mình kẹp ốc á, mình có thể mình dùng nó lên dặn luôn. Mấy cái kìm này anh em cắt lưới B40 thoải mái nha. Nếu anh em cắt kẽm á, thì độ hao mòn sẽ rất thấp. Còn anh em cắt thép cũng vẫn được, nhưng mà cắt nhiều quá thì không nên, không lạm dụng ha. Kìm này thương hiệu của cái cánh quạt Seo. 150 cây, anh em cứ nhắn là kìm điện 150 hoặc là kìm nhọn 70.000, kìm cắt 120 hoặc liên hệ mình mua cho đủ bộ về dùng. Cái này số 1 bán. Này giống có số 1 rồi đó ạ. Có lộn thì anh em cứ nhắn lại cho mình nghe, mã số 1 200k cho càng cái kìm nhọn này 66 nhưng còn dùng tốt ha, dài 16. Một cái này cái cán tu vít có thể thay đổi mũi như cái cây hồi nãy. Kèm theo cái mũi vẹt xeo dài 6 cm của Nhật Bản luôn. Thay đổi dạng hốc kẹt tuyệt vời lắm nha, hoặc một bên dạng ở bên xiếc. Một cây tu vít BH1. Cây này dài hơn 2 cm nè. Hơn gan vai mình, hơn 2 cm. Cây này cây vít trừ đang dùng đem cho bán luôn. Cây này làm cái gán bằng sứ. Cây vẹt xeo này như chưa sử dụng. Này chưa vệ sinh nha anh em, dài chắc 3 thất. Dạng ốc máy nào đó anh em sửa chữa xem máy nào đó, máy móc nào đó, nhưng cần những cây dài. 500 yên. Giá bán một combo này 200.000 đồng chưa phí vận chuyển. Có cục pin này, còn cục nữa. Này 750.000 3 cell, dung lượng 30A. Pin này pin 3.7 ha, khỏi đánh mã anh em cứ nhắn 3 cell pin. Ủa pin 750k, chuyển khoản mình bao ship. Mình bao dung lượng cho anh em từ 28, đạt tối thiểu là 28A cho anh em test. Cục đó mình hỏi mình thu hồi của khách, mình để khách nâng cấp lên cái để đi kích cá đó. Xài mấy tháng trời mà nhưng mà vẫn còn gần 30A đó. Mấy cái pin này bền lắm nha anh em. Mà con cái nào nó là 3.7, anh em mua cái này anh em về là anh em lắp vào cái lo Bluetooth. Ủa cái lo kẹo kéo của anh hát từ sáng tới trưa, tới chiều luôn. Cái này mình bán năm rồi, mình bán khá là nhiều rồi. Như thế này nghe anh em, chưa kèm mạch. Anh em muốn lắp mạch 30A vào thì 800.000 đồng là về. Sử dụng của anh em về tự lắp, mình có đánh dấu này, nó cộng nè, 1 nè, 2 nè, và trừ nè. Ha. 30A nghe anh em. Như thế này là 12V á, 750.000. Tiếp theo con máy này mình bán thân máy là 1.4 triệu, một con này là con 2804. Nó chỉ là khác, nó chỉ thua một đời, nó 2904 là đời cao cấp nhất hiện nay, là tức là con 2904 nó có vừa rồi mình có bán rồi. Là chức năng là chống lật cổ tay đó, còn thằng này thì thấp hơn một đời nó chưa có nha, nhưng mà cái ruột nó như nhau thôi, nó khác nhau ở cái bản mạch điều khiển là anti kickback ở đây. Con này sử dụng cái mũi cái là ba chức năng nha. Con này anh em giờ dít trượt của nó không phải như là cái trượt của thằng mấy thằng hãng khác ha. Nó sử dụng là cảm biến tua máy phía đây nè, nó có một cái mạch cảm biến đây, nhiều anh em không biết đây nè. Anh em thấy mình chạy cho anh em chạy thử cái cấp trượt số 1 nè, nó lên nè. Anh em để cái lúc đề ba nè đó, cho nên con này anh em dùng để bắn toàn được luôn nha, chứ anh em xài dầu nhựa là nó sẽ banh đầu nhựa. Mỗi hàng nó thiết kế khác nhau nha. Mình chỉnh cái mức cao hơn là cho anh em thấy cái chạy cái tua máy nó khác liền nè. Đây là chỉnh, đang chỉnh cấp được nha anh em. Đây mình chỉnh lên khoan. Đây là khoan rút lõi vô tư nha, thân máy 1.4 triệu. Hoạt động hoàn hảo, máy zin toàn tập nha anh em, chỉ có các điều vỏ này vỏ bãi thôi. Con này ông thợ nào ông gắn con ốc dài quá nè, nó trổ bên đây thôi. Milwaukee. Anh em muốn thay vỏ mới luôn thì cũng có nữa. Ngoài vỏ này thì thôi, để vậy xài, đi làm mà cần gì mới. Có cái móc đeo nha. Thân máy là 1.4 triệu. Cục pin này mình đóng cell 5D, này là vỏ mạch linh kiện anh em. Vỏ mạch linh kiện là vỏ mạch tàu, không phải vỏ mạch riêng. Đóng cell 5D là 650 cục. Anh em khỏi, nếu mà chưa có sạc riêng thì mình thêm một cái sạc 3A và cái đốc đốc này nữa là 200.000 nữa, anh em về cắm vào sạc.
nói chung bán mình đáng bán kiểu như đóng đóng bên bán cho anh em là giá chưa kèm bảo hành nha, tất cả bên đều chưa gặp một kèm bảo hành, nếu bên với sạc nữa là 850 ha. Là anh em có cái khoan đi làm nghề rút lõi thân máy hay là mình bán 1.400.000. Còn cục pin li sen mình bán cho anh em là 450.000 lắp cái mạch xạ, mạch này luôn, mạch xạ cao luôn, mạch nói chung là mạch mình đã để trải nghiệm từ lúc mà về nên từng lấy chắc 10 bữa mình là cái mạch này rất là ok, sạc dòng cao 5A được, xả nó xả cao hơn mạch vàng luôn, những con phép xả cao hơn mạch vàng luôn, hoàn thiện cho anh em 450.000 ngày mai về tiếp. Pin này mình bán cho anh em dùng rồi, anh em mua về đóng là rất ok nha, trên thị trường nó có loại rẻ hơn nữa, nhưng pin nó thôi mình không có nói nhiều tới ha, nó sẽ rẻ hơn cái pin của mình nữa, tại vì nó anh em không phải là cứ li sen là một tùy theo lô chứ không phải là loại nào cũng như loại nấy, nhiều anh em mua ở nơi khác nó rẻ hơn thì đánh giá nó như nhau là hoàn toàn sai lầm. Bao nhiêu anh bị mắc thuốc, ví dụ như thằng MH1 đi, tại sao nó bán một khối chà bá gì anh em về đóng lắp vào cái xe điện mà bán con triệu mấy, anh em dùng mà anh em hiểu chứ mình không có nói sâu nha. Có riêng cục hôm nay là mình sẽ còn có hai cái mạch này mình bán cho sẽ có bảo hành cho anh em nè, 1.000.000 cục này viết 40 siêu xạ ha. Cái mạch này cái mạch kiểu như mạch cũng đời mới nhưng cái vỏ mẫu cũ á anh em, chứ không phải như cái vỏ bây giờ, nó sẽ có cái mạch để lắp mạch adapter này, vỏ mạch này đó mua mắc 200 mấy chục ngàn, bây giờ vẫn vậy, cái mạch này 100 mấy chục ngàn, thay cái mạch adapter này nó rẻ hơn khoảng một nửa, hơn nửa luôn, ví dụ này nó 50 đi, thằng này nó tới 100 này mua 135 ngàn. Và mình sẽ thay ba con phép này, phép chịu tải cao lên cho anh em luôn, 1.000.000 bảo hành 6 tháng chỉ riêng một cục viết 40 này, giờ còn hai cái mạch bán cho hai cục, tức là 1.000.000 một cục như thế này bảo hành 6 tháng riêng cái cục này thôi, tại vì còn có hai cái mạch, tức là mình không cho xả trực tiếp, xài qua phép cho anh em muốn dùng gì dùng, 1.000.000 8A nha anh em. Bên này siêu xả thì nói chung quá ok rồi. Đây thì còn nay 5D cũng hết hàng, chuẩn bị về tiếp. Mình này mình còn một hai bộ vỏ mạch ba đường sạc. Mình hoàn thiện cho anh em. Gọi anh em mua về tự đóng ha. Nếu anh em về tự đóng thì mình cho kèm theo về tự đóng là 600.000 đồng. Mình đóng là 650.000. Giá linh kiện chưa có kèm bảo hành nha. Sạc rin được, sạc gài được và sạc adapter được. Cái này là cell 5D. Tất cả hàng mình bảo là hàng pin tháo khói nha anh em. Số anh em hỏi pin mới mà mấy chục ngàn là nó hơi bị vô lý một tí. Pin mới ở Việt Nam này bán gần như là hoàn toàn là 99% là pin giả, pin nhái. Còn này 5D lên vỏ mạch tem in như zin. Bán là 550.000. 5D nha. Có anh thì thích cái vỏ zin. Vỏ này vỏ tốt nha anh em, chứ không phải là vỏ kiểu như vỏ lấu đâu. Thích người thì thích kiểu màu mè, có anh này thích kiểu như giống như rin, không có pin đường nào lần cho nên có hai loại vỏ luôn. Cục này là 500.000 đồng, hoàn thiện là 500.000 đồng. Cục này là mình đóng cho khách, đóng ta sao bán anh em vậy. Chung là đóng bây giờ đóng chỉ lấy tiền công với lời mấy siêu pin vậy cho anh em thôi. 5A bao anh em bắn dít một ngày, tại vì hè này bán năm bao nhiêu năm rồi, không có chơi đồ lộn xộn bên nhập hết pin Trung Quốc về, cái gì về cũng bao ngon bao ngọt, không có, cứ có loại nào tốt mình cứ tin dùng, mình chơi suốt ăn chắc mặt bền. 500.000 cục quần này bán thanh lý con máy hàng xe pin cho anh em về dùng chơi luôn. Quên có mạch rin nữa nha anh em. Cái này mình có mạch rin nữa nè. Mạch rin thì nó đắt hơn cái mạch adapter ha. Mạch đắt hơn adapter khoảng 100.000 đi. Nhưng mà mình phải độ mạch nữa chứ không phải như vậy xài không có phê. Anh em muốn đóng sạc rin thì liên hệ mình nha. Rồi mấy cái này là bên bên A123 ha. Bên này thì nó siêu đắt. A123 mình hoàn thiện như thế này là 450.000 chưa phí vận chuyển.
cái này là tất cả là pin tháo khói hết nha anh em. Cái này mình bán rất là nhiều rồi, hôm ngày mai mình sẽ về một lần nữa chắc có thể là hết hàng ha. Đóng kích đề ô tô hoặc là như này là để làm ắc quy xe máy là tuyệt vời luôn nè. Anh em nào chịu nhả thêm trăm nữa là mình bảo hành cho hàng năm cho anh em 200 25, có thằng nào bền hơn ắc quy không, nó đáng tiền, nó bền nó gấp đôi gấp ba lần chứ không phải, nói chung là cứ động tháng đem ra đề vẫn nổ ha. Anh em muốn dùng vỏ rim, vỏ quay, vỏ tay ga gì anh em báo mình, nó đóng cho mình một cái ắc quy xe rim hay là xe tay ga. Xe tay ga là nó như mấy cái bình quay đi, nó sẽ lùng lùng như thế này, hoàn thiện là 450.000, anh em chuyển khoản cộng 15k, COD là 30.000. Trong này là bình rim nè, này chưa đóng pin vào, này là bình rim nó cao hơn đó. Này là đóng kẽm nó cũng hơi khó ăn nha anh em, nói chung là nó làm rất là xịn, nó dày lắm, nó lớp cực chiêu, nó làm hai lớp rồi. Dung lượng mới pin này, pin pin cũ, pin cũ thì nó lắp như lắp mạch vào như thế này đó, anh em dùng chỉ được hơn 4 ampere thôi, là nói chung là tương đương với cái bình ắc quy 5 ampere đó. Dòng xả siêu cao để phát một là bốc đầu, một dây một, không có dây dưa dùng dần. Cái mạch này mình đóng xong mình nạp đầy, mình nạp xong mình nạp từng bê lại cho nó kiểu như nó đều áp với nhau hết, là anh em lắp vào máy lò xe là dùng. Giá mình báo như thế này, anh em về tự đóng thì đỡ đựng tí xíu vài chục ngàn uống cà phê ha, tô phở. Giá này kiểu như kênh combo này là mình bán vô 4 xe này thì anh em lắp cái xe số sẽ quay rim này nè, hoàn thiện là 300.000, chưa phí ship, là anh em xài là đủ vô tư rồi. Tại vì những cái xe cỏ đó nó không có nuôi cây hay là độ đèn này nọ các kiểu thì anh em đề vô tư luôn, exciter đề luôn ha, vì winner 135 gì dứt hết. Tại vì lên tới 100 ampere, anh em nghĩ 12V nó tới 1000 mấy W mà đâu. Ôi con máy hàng ở đây mình không có view ha, hôm nay là view, mai bắt đầu rảnh bãi nó không có hàng thì bắt đầu mình tiến hành làm máy hàng, bán. Con máy hàng này mình bán cho anh em là 2.500.000. Lý do 2.500.000 so với anh em hồi lúc trước mua 2.1, 2.2 rồi đó. Tại vì mình dùng 1-2 tháng rồi, vẫn có bảo chế độ bảo hành cho anh em 3 tháng và hỗ trợ trọn đời. Tỷ lệ mình bán mấy năm nay không ai hư nha anh em, hứa chắc cho anh em là không ai hư một cái nào. Nó chỉ hư, nó kiểu như hư vặt những cái kiểu công tắc hành trình ở đây nè anh em tự thôi. Cái này 2.500.000. Cái tai hàng này mình dùng quen rồi anh em ơi, bớt lại 150 đi, là 1.9 triệu, anh em về mua tai hàng xịn sò như thế nào cũng được ha. Cái tai hàng này trên Shopee người ta bán là khoảng 180 với tiền ship nữa, anh em khoảng nó về tới tai này khoảng 200, hoặc mua cái loại xịn hơn 350 400, anh em tùy thích. Mình bán thôi, chưa kèm tai đi, 1.9 triệu trừ cái tai hàng lại là 150, còn muốn lấy luôn cũng được, mình phải đặt cái khác. Trên cái này là bao kẽm thông dụng cho anh em ở Việt Nam này, mấy kẽm tàu này nè, 0.2, 0.25 đổ lại mình vậy là dư dùng rồi. Cái này mình set up sẵn rồi cho nên mình test mọi cái cho anh em coi chơi thôi. Tại lý do là mình dùng rồi mình bán cho những anh em ấy, còn hàng mới vẫn giá như cũ là 2.150.000. Cái tai hàng kia là tai hàng quốc dân, tức là nếu mà anh em rẻ hơn được khoảng 100.000. Lý do này mình cũng như mới năm mới mới làm đây chắc chừng hơn tháng à. Chiều chính chưa tay hàng nha anh em, chiều chính chưa tay hàng. Cái này mình bán chắc có thể là hàng trăm cái nè, tôi tính ra này được 3 năm rồi, hồi đó có đâu biết làm đâu, phải dọc phải phá mới làm được anh em, chứ đâu phải mà ai chỉ mình đâu, cũng phải tốn một chút công sức và nói chung phí học nghề trong đó, chứ không phải là tự nhiên mà biết được đâu. Đó, kẽm 0.2 gì lụm hết. Mình đang set up ở cái mức trung bình 5 mấy thôi, để mình chỉnh nó lên tí xíu, mình chập đôi thử coi. Cái này 70 nè. Mình chập đôi, kẽm này 0.18 nè. Này set up chơi thôi nha. Chiếc về anh em mà đóng kẽm đơn từ từ thôi.
ví dụ đóng máy pin thì anh em đóng từ từ, đâu cần phải đóng chập đôi làm gì, nóng quá nhiệt nhiều quá nó qua cái pin này nó sẽ gây nổ pin, đó là không phải giỡn đâu ạ. Nó vẫn bám nè anh em thấy không, chẳng đứt kẽm nè, đó mới có 70 thôi, kẽm chập đôi đó. Rồi giá bán cho anh em giao lưu cho anh em là 1.900.000 chưa tay hàng. Anh em muốn tay hàng xịn thì mình sẽ có cho anh em cái đường link em tự mua. Tay hàng quốc dân mình xài cái này kiểu như nó cũng quen anh em, nó quen cái ý. Rồi cảm ơn tất cả anh em đã xem clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.